Hello chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại đến với kênh YouTube của MMO Visual. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một trang web giúp bạn có thể kiếm được những cái đồng crypto nhé. Trang web này bạn có thể kiếm được dưới hai hình thức, một là miễn phí, tức là bạn có thể đào được những cái đồng tiền này hoàn toàn free. Hai là chính là bạn có thể nạp tiền vào đây để mua cái tốc độ đào để đào tiền cho nó nhanh nhé. Nhưng mà mình khuyên các bạn rằng chúng ta chỉ nên chơi free. Bạn có thể mở bè để tăng thêm thu nhập, không nên nạp tiền vào những trang web như thế này nhá. Rồi ok, đầu tiên thì đây là mẫu đăng ký, mình sẽ để cái đường link đăng ký dưới phần mô tả video này. Khi bạn vừa mới đăng ký vào ấy thì bạn sẽ được tặng ngay là 1 đô, và 1 đô này nó tương đương với 10 cái GH trên Z nhá. Rồi ok, thì mình sẽ để đường link đăng ký dưới phần mô tả video này, hãy kéo xuống phần mô tả và bấm vào link đăng ký cho mình nhé. Đầu tiên thì ở đây sẽ là nhập địa chỉ email của bạn, tiếp theo là nhập mật khẩu. Tôi không phải là robot. Sau đó chọn cho mình là đăng ký ngay bây giờ. Ở đây thì mình đã có tài khoản rồi, cho nên mình sẽ chọn đăng nhập luôn nhé. Rồi đây sẽ là giao diện chính của trang web này. Ở đây thì bạn có thể kiếm được 6 cái đồng crypto. Đầu tiên là Bitcoin này, tiếp theo là TRX, Dogecoin này, LTC này, đồng Dash này, USDT này, và nó hiển thị luôn được những cái giá. Và đây thì mình khuyên bạn chúng ta nên đào cái những cái đồng tiền mà nó có giá trị thấp, ví dụ như là TRX này hoặc là đồng Doge này, mà bạn cũng có thể đào đồng Bitcoin đó. Đây cái sự lựa chọn đào đồng nào là tùy bạn. Bạn có thể đào cái đồng USDT này cũng được. Đấy thì ở đây nó có 6 đồng crypto, bạn đào đồng nào cũng được. Để mà bắt đầu đào được tiền trên cái trang web này thì bạn cần phải chọn cho mình là cái chữ khởi đầu này nhá. Ở đây thì mình chọn đào cái đồng TRX, cho nên là mình sẽ chọn khởi đầu vì mình nhìn thấy rằng TRX nó đang có giá khá là ngon, và trong tương lai thì nó có thể sẽ phát triển vượt bậc chứ không như là Bitcoin. Bitcoin nó cái giá của nó lên xuống quá là nhanh mà mình không thể lường trước được. Có những cái đồng như là TRX và đồng Tron này giá nó thấp sẵn rồi thì nó sẽ có một cái tốc độ phát triển nhanh trong tương lai, cho nên là mình đã chọn cái đồng TRX và đồng Doge. Mình sẽ đào chủ yếu là hai đồng này nhé. Rồi ok, đầu tiên đây sẽ là phần mua này. Bạn có thể nạp tiền vào đây để mua cái H trên Z đây trên cái tốc độ nào nhé. Ví dụ 20 đô thì bạn sẽ có được là 200 GH trên Z đó. Nhưng mà ở đây thì mình khuyên các bạn là chúng ta chỉ chơi free thôi, chúng ta không nên nạp tiền vào những trang web như thế này. Bởi vì khi mà mình ra video này thì trang web này vẫn có hoạt động, nhưng mà trong tương lai thì mình không chắc, một lúc nào đó thôi nó sẽ sập đó. Nên là khi bạn chơi free ấy, thì bạn không phải tốn quá nhiều công sức với trang web này nhá. Ok, tiếp theo này mức rút tiền này. Ở đây thì mình đang có là 0.03 Tron đó, và rút tối thiểu là 1.000 đồng TRX. 1.000 đồng TRX này nó hơn 1 triệu đấy các bạn ạ. Tính giá của TRX ra nó sẽ rơi vào tầm hơn 1 triệu. Đấy, min rút khá là cao. Nhưng mà hôm nay tại thời điểm này thì mình có thấy một số trường rút tiền rồi, cho nên là mình khá là yên tâm. Đấy, nhưng mà mình khuyên các bạn là chúng ta chỉ chơi free thôi nhá, chúng ta không nên nạp tiền vào trang web này đâu. Tiếp theo này, tiền thưởng này. Rồi ở đây thì chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thưởng miễn phí ngẫu nhiên sau 50 phút. Ở đây thì nó có 6 cái ô này, bạn chọn một ô bất kỳ nào cũng được. Rồi mình đã nhận được 0.01 GH trên Z. Đây, mình nhận là 0.01. Hôm nay lúc trước thì mình nhận được 0.08. Tiếp theo này, phần là băng zone này. Băng zone đây tức là sao? Khi mà bạn sở hữu cho mình một cái website thì bạn có thể add cái phần code của băng zone này vào cái website của bạn thì nó sẽ hiện lên, thì cái phần này nó sẽ hiện lên website của bạn nhé. Rồi ok, tiếp theo này đối tác này. Đây sẽ là link đăng ký của mình và mình sẽ để luôn nó ở dưới phần mô tả của video này đó. Và khi mà các bạn đăng ký thông qua được link của mình ấy thì các bạn cũng có thể sẽ được tặng cái phần xu giới thiệu đây nhá. Rồi ở đây thì mình sẽ nhận được 15% hoa hồng từ cái phần đào của các bạn. Tiếp theo này phần thanh toán này. Rồi ở đây thì mình mới đăng ký trong web này thôi, cho nên là mình cũng chưa đủ min rút.
nên là phần thanh toán của mình coi như là không có gì cả. Tiếp theo là cài đặt nhé. Cài đặt đây thì bạn có thể thay đổi email này, thay đổi mật khẩu này. Rồi, Nona đây là một trang web kiếm được những cái đồng crypto. Và mình khuyên các bạn là chúng ta chỉ nên chơi miễn phí thôi, không nên nạp tiền vào trang web này nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Cuối giờ thì xin chào và hẹn lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye. That is how I like it.